Đây là cây rau bồ ngót hay còn gọi là cây rau ngót mà hôm trước mình đã đem ra mình trồng rồi nghe các bạn. Thì cái lứa giống này á, là mình cũng tận dụng thân cây rau khi mà mình sử dụng lá, rồi mình giữ lại cái thân để mình nhân giống bằng dăm hôm, dăm cành nghe các bạn. Thì nó có hai phương pháp, đó là người ta gieo bằng hạt, còn lại thì người dân chúng ta cũng thường dùng, đó là trồng từ thân cây. Nó thì có tính mát, dễ chế biến trong bữa ăn gia đình, về món canh nấu với thịt bò, với tôm, với hến, nói chung là nó ngọt và nó mát mẻ thanh nhiệt, nhất là nhiệt độ mùa hè nóng nực nghe các bạn. Đây là một chén canh bồ ngót. Và chiều hôm nay cũng rảnh rỗi, mình làm mẫu, mình làm mẫu cho các bạn cùng xem thôi nghe. Đó, thì mình cũng đi kiếm, đi xin những cái thân cây bồ ngót mà họ sử dụng rồi đó, thì mình về để mình làm thêm, mình ươm, mình nhân giống nó ra nghe các bạn. Thì chuẩn bị đó là thân cây giống và nước cộng với là thuốc kích ra rễ đó, thì mình hòa vào trong nước một lượng thuốc kích ra rễ vừa phải. Rồi bên cạnh đó thì chuẩn bị thêm là cát tro trấu, bột sơ dừa đó, rồi mình trộn phối với nhau làm thành hỗn hợp giã thể để mình làm cái nền, mình tiến hành là mình găm cây cành, thân cây ngót vào nghe các bạn. Đó, mình sử dụng cái loại thuốc này. Thì cái lọ thuốc này người ta bán ngoài bảo vệ thực vật tầm 10.000 thôi, nó cũng rẻ mà nó ra rễ thì mình thấy nó rất đạt. Đó, mình làm cách của mình thì mình thấy nó đạt. Nó sử dụng trong chiếc cành, chanh cam, các cái loại cây ăn quả, rồi cây hoa cảnh nghe các bạn. Đó thì sau khi hòa thuốc xong thì tiến hành là dùng dao thật là sắc bén để cắt cái vết cắt thật là ngọt. Đó, cắt đừng có để dập cái mép mà vỏ nghe các bạn, nó mà bị dập nhiều thì nó sau sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là kích ra rễ. Đó, sau đó thì mình đem mình nhúng vào cái thuốc mà mình đã pha khoảng tầm 15-20 phút, mà để lâu cũng được 30 phút. Đó, thì sau đó rồi mình trộn các cái hỗn hợp cái giá thể mà hồi nãy mình nói đó, mình trộn đi, rồi mình vào trong những cái hộp nhựa hay là thùng xốp, nói chung là những cái mà mình tận dụng được để mình làm nghe các bạn. Thì mình cũng thích là mình biết cái gì thì mình chia sẻ thoải mái như vậy thôi. Còn nói về mà kỹ thuật, hướng dẫn cặn kẽ thì cũng phải có sách, có vở. Còn đây thì mình làm theo cái kinh nghiệm của mình. Đó, các bạn xem mà thấy nó
có nhiều cái kỹ thuật hay hơn thì các bạn cũng cho mình xin bình luận để mình làm cho nó đảm bảo. Bột sơ dừa đó, rồi mình đổ tro trấu cát, rồi mình trộn xong á thì mình vào cái thùng nhựa hồi nãy mình cắt mấy cái lỗ để cho nó thoát nước, tưới thì phải thoát tưới tiêu nghe các bạn, tránh ngập úng. Úng là nó đuôi luôn, nó thối cây luôn, nó không có ra rễ nghe các bạn. Đó, mình khoét mấy cái lỗ ở dưới cái đáy thùng á. Cái đây mình lượm cái gạo múc nước của ngày xưa, ngày mà nhà mình còn dùng cái giếng đào thủ công đó nghe các bạn. Rồi sau khi mình trộn xong thì mình xúc cái hỗn hợp này mình đổ vào trong cái thùng đó. Nó cứ làm cái chuyện, làm cái việc này mà cứ nhớ cái việc khác, rồi cứ huyên thuyên như các bạn. Đó, mình xúc vào cho nó đông đầy hết đi. Đó, mình hốt, mình đưa vào cho nó sạch sẽ, gọn gẽ, gọn gàng, quên. Rồi sau đó mình lèn cho nó đồng đều cái mặt nền đó. Đó, và tiếp theo là công đoạn cứ thế mà găm vào thôi, cái độ sâu thì cũng vừa phải nghe các bạn. Đó, mình găm vào trong đó, cái độ nghiêng cũng khoảng nghiêng nghiêng vài độ thôi, cũng không cần kỹ thuật gì cho lắm. Chứ ngày xưa thì cứ lượm lạch rồi xiên rồi thu gom rồi về rồi lên líp rồi trồng trực tiếp thì đa phần là bị chết, còn sống thì lác đác. Rồi sau này cái phải đôn cho nó thành hàng thành lối chứ đầu này một bụi đầu kia một bụi, lơ thơ lách thách, nhìn cái líp rau nó xấu xí mà nó khó chăm sóc nghe các bạn. Đó, rồi bây giờ mình găm. Đó, cứ thế mà xơi thôi. Đó. Cứ găm đại nó vô đó chứ cũng không cần mà mình tính gì cho lắm, cứ găm vô đó rồi sau này nó bung rễ, nó ra lọc ra mầm như cái đoạn đầu mình nói đó, là đem ra mình trồng nghe các bạn. Đó, còn đây là mình làm mẫu cho các bạn xem thôi, chứ còn là mình sử dụng các cái hộp xốp mà đựng hoa quả đó, những cái khay mà họ đựng trái cây đó các bạn. Đó, mình làm nó bằng phẳng mà nó đẹp mắt hơn. Còn đây là mình làm để mình quay phim, quay video chia sẻ cho các bạn cùng xem. Đó, cái tính thì mình thoải mái, chứ còn nói thiệt các bạn thì cũng đam mê rồi cũng vui. Thì trong cái kênh của mình thì nó cũng đủ loại chủ đề các bạn, trồng trọt rồi giao thông rồi tin tức rồi môi trường rồi văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, rồi là gì sinh vật cảnh. Nói chung là mình thấy cái gì đẹp thì mình quay rồi mình chia sẻ, mang tính chất tuyên truyền tích cực. Đó. Thì hôm qua mình cũng đi qua quảng trường Phạm Văn Đồng, rồi
quay những cây hoa cảnh họ triển lãm ở hội chợ, hội thi, thì những cây đó là đặc sắc, được các nơi họ đem về, họ trưng bày, họ giao lưu, học hỏi đó nghe các bạn. Chứ còn nói về cái bình luận, nhìn nhận của mình mà nói đi sâu vào cây hoa cảnh thì nói chung là không đủ vé nghe các bạn. Mà mình nói không phải rồi nhiều lúc họ cười, cho nên là chỉ quay đưa hình ảnh lên cho mọi người cùng xem, cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp, cái vẻ cầu kỳ, cổ quái của những nghệ nhân trong Nam và ngoài Bắc và khu vực miền Trung anh các bạn. Rồi sau khi mà mình găm xong rồi thì bắt đầu mình tưới cái nước tưới mà cái lượng thuốc hồi nãy mình pha đó còn lại, mình tưới đẫm vào đi, tưới đều vào, tưới cho nước nó thoát ra ngoài rồi tưới tiếp đó, tưới cho đều, không có để khô nên các bạn. Rồi sau nữa thì mình dùng một cái bao ni lông, một cái bao bóng, mình trùm nó lại để mình phòng chống cho nó bốc hơi nước, giữ ẩm. Đó, như rau ngót mà cỡ tiêu chuẩn này là mình sử dụng được rồi các bạn. Mùa hè nóng nực mà có tô canh bồ ngót thịt bò thì tuyệt vời, mát mẻ, mát dạ, mát lòng nên các bạn. Thì từ hôm mình làm video clip mà cái kỹ thuật mình dâm cành đó, thì đến bữa nay hơn 10 ngày là cây mình dâm là nó ra rễ nha các bạn. Đây đó, hôm mình làm cái làm mẫu mà mình quay cho các bạn xem phần đầu đó. Bữa nay ra rễ bung lá bung chồi rồi đó, thì để nó cứng cáp vài ngày nữa là mình trồng ra đất nha các bạn, ra clip ra hàng đó, rồi mình chăm sóc đó, đẹp rồi mình tiếp tục mình làm video clip và chia sẻ cho các bạn cùng xem. Thôi mình dừng video clip tại đây, xin chào và hẹn gặp lại video clip sau. Thân ái chào các bạn.